Và cũng trong sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng làm giám đốc, nhân viên của nhiều công ty cho vay tiền qua ứng dụng online. Trong số này có Nguyễn Mạnh Hải, 30 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, giám đốc công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay, Vũ Ngọc Minh Khánh, 28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, trưởng nhóm, Nguyễn Thị Thùy Vân, 28 tuổi, ngụ quận 7, là quản lý của 21 app cho vay. Ngoài ra là các nhân viên các công ty như công ty Golden, công ty Bamboo, quản lý các app cho vay trên mạng. Trước đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Cần Thơ xác minh thu thập tài liệu, xác định hơn 32 app cho vay tiền online, chuyên thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ khách vay trễ hạn trong vòng 15 ngày. Nhóm này sẽ nhắn tin, gọi cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty. Trường hợp khách hàng không trả, nhóm này cũng nhắn tin, đe dọa sẽ ghép ảnh vợ con của người vay đăng lên mạng làm gái, ghép hình thờ, đăng lên mạng xã hội, dán vào cột điện. Vụ việc tiếp tục được làm rõ.